Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện Hòa Vang đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hòa Tiến trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 và trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo đến bà con cử tri thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12, thông báo nhanh về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022. Những vấn đề mà bà con cử tri kiến nghị trong lần tiếp xúc trước đã được các ban ngành liên quan phối hợp giải quyết. Qua ngày báo cáo, cử tri xã Hòa Tiến kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như tình trạng thiếu các thiết chế văn hóa, các tuyến đường giao thông xuống cấp do đơn vị thi công các dự án không đảm bảo công tác hoàn trả mặt bằng.